Rồi, hello anh em. Chào mừng anh em đã quay trở về với kênh của Vũ Linh ha. Nay 18 tháng 9 em lên lô chữ H nha anh em. Anh em chốt thì nhớ giùm em cái mã chữ H. H1, H2 hay là H mấy đó ha. Và cái ngày 18 tháng 9. Đó, và em sẽ nhìn sổ và chốt cho mình ha. Chứ đừng có nói tên máy anh em không biết đâu ha. Đó, nhớ giùm em chữ H. Và 18 tháng 9. Rồi, anh em chốt hàng thì không cần phải đặt cọc tiền ha. Bởi vì anh em xem kỹ hàng, xem rõ, ưng ý hết mình hả chốt ha, không ưng ý, không hiểu cái phần nào thì mình hỏi rồi mình hả chốt nha anh em. Hàng cái này đi rất là khó khăn ha. Đó, và hổm gài mấy anh em mà tỉnh mấy phía nào mình đó, em nói là chờ hai kiện hai nhận hàng đó là bên bưu cục bên em nó giải quyết, nó gom lại cho anh em một kiện luôn nha. Yêu cầu ai gọi lại đến cho anh em, ai gọi cho anh em nhận hàng thì anh em cứ kiếm lại kiểm tra đúng hàng đủ đồ thì mình nhận đi ha. Đó, khỏi cần phải chờ hai kiện anh em, tại vì đã gom lại một hết rồi. Rồi anh em vô xem thì nhớ cho em xin một lượt đăng ký nha. Đó, giá trên đây thì đã công khai và miễn phí ship rồi nha anh em, ưng ý thì chốt khỏi trả giá. Đó, tại vì giá là nói chung là giá bao rẻ cho anh em luôn ha, khẳng định một câu là bao rẻ, bởi vì ưng ý thì chốt khỏi trả giá. Và một con máy sẽ bao gồm 6 món phụ tùng: dây đeo, lưỡi dao, tiếp tháo mugi, ổ phát cước, lục giác 4 và cản cỏ. Và hàng đến mình được quyền kiểm tra máy, được quyền nổ máy thử rồi xong mới thanh toán tiền anh em. Bởi vì anh em chốt hàng xem kỹ hàng hạ chốt ha, còn cái nào không hiểu thì mình hỏi. ABCDEF cái bộ phận con máy từ đầu tới đích cái gì đó mình không biết thì mình hỏi rồi mình hạ chốt. Rồi máy hôm nay gồm có là TH26 tum G, Magu 26 tum G, 26 tum G luôn. Hai con Magu 26 tum liền. Xin đi qua shop 240 trợ lực chế hai kim luôn. Mitsubishi TB23 cơm 22 140 130 TL20 Gobin Austin G2KC và xin đi qua ha. Đó, em vô sẽ vô chi tiết luôn nha anh em. Đó, em sẽ báo cụ thể chi tiết con máy phần nào anh em chốt thì nghe kỹ giùm em ha. Đây, như con này là anh em muốn lên ra bóp thì em sẽ đổi ra mới ha. Đó, còn con này anh em muốn lên hai tay thì em sẽ lên hai tay cho mình, không thêm tiền. Đó ha, và con này xuống một tay y gan gì cũng được luôn anh em. Đó, anh em lưu ý ha, làm theo yêu cầu anh em. Còn mà cái phần mà ra bóp là không có theo yêu cầu được nha, tại vì ra bóp zin là không có hàng để mà gắn ha. Rồi em vô con đầu tiên có H1, con này là con xin đi qua S20 nha anh em, nồng 31 ly ha. Con này nó để là 20cc nhưng mà nó chạy hỗn lắm, nó chạy cực mạnh nha. Đó, con này hình thức máy là nguyên zin ha. Đó, và bình xăng dưới em thay mới nè và đã lên chế 260. Đó, chứ còn phần còn lại là zin hết ha. Con này thì anh em là chặt cỏ dôi được nha. Chạy cây cỏ cứng là nói chung là nó phát được hết, nó chạy rất là mạnh. Đó, lỗi bu chế thôi, lên chế là ngon lành nha anh em. Con này chiều 2 là đã bao gồm phí ship cho mình rồi ha, tặng nhà đó, về xăng pha nhớt là sử dụng. Đó. Đây, xin đi qua S20. Tum là tum nhôm nhưng mà tum liền anh em. Anh em gỡ ra là không có thấy cái bố đâu ha, bởi vì là tum liền. Đó, xin đi qua. Đó, rồi, hai tay lái zin ha, ga chết, ga cực kỳ sắc luôn, ga này xài hoài không hư. Cần zin, đầu bò đầu là nguyên zin hết nha anh em. Con này nguyên zin ha, giá chịu 2. Đập le xuống nó nổ rồi mà đóng le hoài. Em nghe tiếng nổ thì sập đe xuống anh nội, đừng nghe tiếng nổ mà giật một hai cái không nổ đóng nữa là nó ngập xăng nha anh em. Đó, rồi con này thì giá 1,2 triệu ha. Anh em nào mà vốn ít á mà muốn con máy nó khỏe khỏe xíu thì lấy con này ha. Nói chung nó khỏe khỏe thôi anh em, chứ không phải là thuộc dạng trâu bò đâu nha. Đó, rồi con H1 này là 1,2 triệu, giá là bao rẻ, ưng ý thì chốt khỏi trả giá ha. Đó, giá thì nói chung là bao rẻ cho anh em luôn, chứ khỏi mà cho anh em. Nói chung là anh em mua hàng anh em cũng tìm hiểu kênh này kênh kia, anh em xem giá anh em cũng biết thôi. Rồi con H2 là con G2KC, dòng này là dòng Genoax Komatsu nha anh em. Con này hình thức máy thì nguyên zin ha, nguyên zin. Con này nồng 32 ly ha, 22cc. Đó, chạy chế quanh rồ, một kim zin theo máy nè. Bình xăng dưới zin, nói chung con này zin nguyên con nhưng mà cái vỏ nó hơi xấu ha. Con này thì 1,2 triệu 50 ngàn. Đó, nồng nó to hơn con bên đây. Đó, với lại là nó xài được cái bộ chế zin.
ha, chứ quanh gò zin. Nở máy thì cái vỏ nó hơi xấu, tum chạy tum nhựa, tum liền anh em. Lốc có nên để genoat luôn nha. Đó, thấy không? Rồi con này là xài một tay lái ha. Đó, một tay lái. Đó, và cần zin. Đầu bò đầu là nguyên zin anh em. Muốn lên hai tay thì báo em sẽ đổi ha. Đó, có chân bảo vệ bình xăng cho mình. Cái áo thì nó hơi bị nắm nhẹ đây nha. Con này 1.250.000 nha anh em. Nếu như con này mà nó đẹp á, nó tên 1.400.000 là nha. Tại vì máy móc zin ha. Con này là zin nguyên con từ đầu ra đít, hơi hám còn chắc nịch luôn. Rồi, con H2 này là 1.250.000. Máy chạy rất là ấm luôn. Đó, máy chạy khá ấm ha. Máy móc hình thức thì liền lạc anh em, cái vỏ thì nó không được đẹp. Đó, tem G2KC nó uống chốc rồi. Công tắc nằm đây ha. Anh em nào mà muốn lên hai tay thì hai tay lái như thế này thì bảo giùm em ha. Rồi H2, đó chốt thì H2 và liên hệ trực tiếp giùm là 0972949527, số điện thoại có để trên tựa đề cái bài đăng đó nha anh em. Và cái ngày đăng luôn đó. Rồi con H3 là con Austin FS2102. Nòng con này 32 ly. Con này chạy rất lật nha anh em ha. 21 nè, 22, 23 luôn, là tất cả là nòng nó 32 ly nó xài y chang nhau hết. Đó. Chỉ có 24 nó mới 33 ly nha anh em ha. Rồi con này là chụp giật trợ lực, chế là quanh gồ, một kim, zin theo máy ha, tum nhựa tum liền. Máy móc hình thức thì còn liền lạc anh em, liền lạc. Nói gì có đồ đẹp thì nó không có được đẹp lắm ha, nó ok thôi. Ở cái dòng Austin thì anh em biết gì cái độ bền, độ chuẩn, độ bốc, độ nhạy nó là nó nắm chùm, nó có hết. Ở tum thì nó chạy tum nhựa tum liền nha. Ở tay lái hai tay ha, mấy cái thiếu thiếu này chừng nữa sẽ bổ sung đầy đủ vô hết anh em. Ha, gà thì anh em muốn gáp gà giữ gà chết chứ thì báo. Đó, cần trắng cỏ đầu bò đầu là nguyên zin hết nha. Con này thì giá 1.300.000 thôi nha anh em. Đó, máy móc hình thức thì còn khá là ok ha. Rồi chụp giật trợ lực luôn nha. Quá giòn. Đó, trên lực nhỏ mình chỉ cần hai ngón tay là mình giật là nổ rồi nha anh em. Rất là dễ nổ ha. Rồi con H3 1.300.000 anh em qua con H4 ha, con này là 1.400.000. Cái dòng này là cái dòng Gobin NB231, dòng này VIP đỉnh cao nha anh em. Con này nồng nó đến 33 ly lần nha. Đó, con này thì nói chung thuộc dạng mạnh châu bò mà cái thương hiệu cái người tiêu dùng ít biết đến á, bởi vì giá nó không có cao. Đó, trên nồng nó 33 ly, nó bằng với Mitsubishi TL26 đó nghe anh em ha. Con này giá thì 1.400.000 thôi. Hình thức con này là chạy bao zin, bao bóc, bao mạnh, bao bền luôn. Đó, chế là chế quanh gồ một kim ha, nồng 33 ly 23cc nhưng mà chạy nó rất là lanh. Đó, chạy thêm cái mugi đứng nữa ha. Đó, có chân bảo vệ đồ cho mình luôn nè. Đó, tum thì xài tum nhôm. Tum nhôm thì chạy cực kỳ bền nên em không bao giờ bị cháy và bị hư tum. Đó, ga thì nằm dưới đây ha. Cái loại này là cái kiểu nó xài một tay. Đó, mà em gáp sẵn ở bộ hai tay ha. Anh em thích gì thì em để cái gì. Còn thích cái lên ga trên đây thì em sẽ gáp theo yêu cầu nha. Đó, cần trắng cỏ, đầu bò, đầu là zin hết. Con này đập cước được, chạy cỏ cứng được hết nha em. Nói chung là túi tiền nó hơi nhỉnh, nó hơi rẻ. Túi tiền hơi yếu đi xíu đó ha. Lượm con này chạy, muốn cái máy to, muốn cái máy mà cắt mạnh thì lượm con này chạy rất mạnh, rất bốc. Chạy cực kỳ giòn nha. Rồi 1.400.000 nha anh em. Con này hình thức máy là bao cho anh em là nguyên zin ha, nguyên zin từ trong ra ngoài luôn. Rồi em qua con H5 nè, con này là con hệ nha, Mitsubishi TL20, nồng 30 ly 20cc, tum gời nha anh em. Cái điểm nhấn của con này là tum gời ha. Và đối với cái dòng Mitsubishi này thì nó chạy là quá VIP rồi, anh em nào sử dụng thì biết rồi. Con này thì 30 ly 20cc thì mình sử dụng vườn nhà đồ này kia thôi ha. Cỏ thì tầm cỡ tháng nó lâu lâu rồi, cỡ tháng nó mọc lên, lâu ra phát cái thì lấy con này xài bền chuẩn, tiết kiệm xăng, hư đồ thay nhiều. Lợi xăng cực kỳ là tiết kiệm luôn nha. Nó chạy chế hai kim quanh gò luôn nha anh em. Máy móc thì bao zin nguyên con nha.
Đó, lóc da bằng ha. Họ có đóng da bằng ra về anh em kiểm tra đúng con này, thấy chữ da bằng thì mình nhận hàng ha. Đó, tất cả là nguyên zin hết, cho thợ thầy đồ coi luôn nha anh em. Đó, em bán đâu ra đó ha, cái nào zin nó zin, nào lô nó lô. Đó, có chân bảo vệ bình xăng cho mình luôn ha. Nói chung là con này zin nguyên con, và thêm cái nữa là tâm gầy. Tâm gầy nhưng mà tâm nhựa nha anh em. Cái tay lái nó xài kiểu này ha, một cục thun và một cái tay mình nắm đó. Và ra ở đây, còn muốn lên một tay lái lên, muốn lên hai tay gáp theo cầu hết nha. Cần zin, trắng cỏ, đầu bò đều là nguyên zin hết nha anh em. Con này là nguyên zin ha, giá 1,5 triệu nha. Công tắc sau lưng nha anh em. Rồi anh em chốt con H5 thì nói giùm em con H5 và cái ngày hôm nay là ngày 9. Ủa ngày 10 tháng 9 nha anh em. Đó, và gọi trực tiếp giùm em là 0972949527 ha. Xem thì nhớ cho em xin một lượt đăng ký nha anh em. Đó. Rồi hôm qua con H6 nè, con này là Maruyama. Nhưng mà cái đời máy của nó có là Mitsubishi T130 nha anh em. Ha. Đó, nhưng mà nó để Maruyama, con này thì còn rất đẹp nha. Đó, máy móc thì rất đẹp luôn, bao đẹp. Đó, còn con H7 này nó cũng là Maruyama. Nhưng mà cái đời máy của nó vẫn là Mitsubishi T140 nha. Đó, hay giới thiệu lần hai con luôn ha anh em. Nói chung cái dòng Mitsubishi nhưng mà cái đời của nó là cái đời trước của mấy thằng TL, TU rồi đó ha, TB rồi đó. Cái đời nó thấp hơn, giá thành nó rẻ, mà nó được cái là tâm gầy. Đó, giá thành nó thấp là do nó lỗi bộ chế nè, bộ chế zin của nó chạy không được. Bảo đảm cho anh em luôn, chạy không bao giờ ngon, chỉ có nhiều khi ở bển nó quên xài về mình còn xài được. Đó, chứ bộ chế nó cà gạt khó xài lắm, bởi vì bắt buộc lên chế 260 cực kỳ dễ nổ và cực kỳ lợi xăng luôn anh em, bao là tiết kiệm xăng hơn cái bộ chế zin của nó luôn ha. Rồi cặp này nồng 32 ly nhưng mà cái đời máy nó trước tí xíu, chạy là bao bền, bao mạnh, cực kỳ mạnh luôn anh em. Dòng này đối với mà nếu như mà so sánh đi như với thằng TL26 chạy chưa chắc là qua nha. Đó, và cặp này thêm cái nữa là nó được tum gời tum nhôm hết, tum gời tum nhôm anh em, về tháo ra ráp xịt thuốc đồ là vừa hết nha. Tháo gáp xịt thuốc là được hết, chế cháo gì cũng được hết nha anh em. Đó, cần zin nè, trắng cỏ, đầu bò đồ là nguyên zin hết nha anh em. Cặp này thì bao zin ha, lên bộ chế. Còn con này là thay luôn cái bình xăng dưới rồi nha, con H7 thay luôn bình xăng dưới nha anh em. Bao mạnh ha. Giật lại con này cái. Con này thì cái bố nó bị hơi giãn rồi, so nó hơi kêu nghe anh em. Nhưng mà cái hay của nó là anh em chỉ cần lên tí xíu ga thôi là cái đầu bò mình nó sẽ lăn liền, cái lưỡi nó lăn là nó sẽ đỡ hao xăng ha. Và anh em nào không thích kêu len keng gì, em sẽ thay cái lò xo nó cứng lên tí xíu là ok. Lò xo cứng thì mình phải lên tí xíu, thêm tí xíu ga nữa ha, nó mới bùng hết cái bố. Đó, rồi, đồng giá 1,5 triệu con anh em, chạy bao mạnh, bao bốc, bao bền luôn ha. Đó, quay chi tiết con bên đây cái nữa coi. Ở con này thì lóc có đóng hay gì nè. Đầu này xẹp nên tối quá. Đúng rồi, con này là sẽ có mắc in da băng anh em, còn con đó thì không có ha. Đó, nhưng mà hàng này thì làm gì mà có hàng nhái. Rồi, em qua con H8 nha. Là cái con này là con Genoa Komatsu nha anh em. Con này là Komatsu 2002 ha, nhưng mà chụp giật nó hư hay gì thợ gắn cái chụp giật cơm 23 vô nè. Đó, nó là Mitsubishi cơm 2002 thường thường mà những em nói thường thường mà em nói mà mấy cái con mà chỉ cần hai ngón tay lên là nổ đó, hai ngón tay lên là nổ đó anh em ha. Và nó cực kỳ là nhẹ đó, là nó đó ha. Đó, cái áo màu vàng thì thường thường nó để Gilby, con này chịu gử thôi nha anh em. Máy móc thì hình thức con này là bao cho anh em là nguyên zin hết. Nguyên zin hết nha. Ở chỉ chụp giật này là đổi của thằng cơm 23 vô nhưng mà vẫn là chụp giật zin nha anh em. Ha, cái này thiếu lắp gió nè, chừng nữa sẽ bổ sung đầy đủ cho mình. Cái dòng này á là nó gọn nó nhẹ, tiết kiệm xăng nhưng mà cái độ bốc nó chạy bốc lắm nha anh em, và cái độ bền nó khỏi bàn, cực kỳ bền luôn. Cái dòng cơm Mitsu này ha. Đó, chụp giật trên lật á thì chỉ cần nắm hai ngón tay thẳng ra tay lên là nổ thôi, không cần phải dùng tới sức mà mình phải gạt qua tua như mấy thằng chụp giật thường ha.
Đó, tum của nó thì xài tum nhựa, tum liền. Đó, cái áo màu vàng thường thường thì nó sẽ để gieo bi nha anh em. Nhưng mà nó là động cơ của Genoax Komatsu ha. Tay lái hai tay, cần, chắn cỏ, đầu bò mắc rồi. Nếu em sẽ gáp đầu bò zin, đạn không gơ lắc nha anh em yên tâm ha. Đó, nói chung là cái dòng trợ lực đó, trợ lực thì chỉ cần hai ngón tay thôi anh em, còn này em chưa gáp công tắc ha, thì nó sẽ thích hợp với công tắc đó, chừng nào đi là đầy đủ đồ hết anh em khỏi lo đó, rất là dễ nổ đó, và máy là rất là nhẹ anh em. Máy con này gáp lử đồ này kia 200 xăng đồ vô là tầm có 4 kg thôi, rất là nhẹ luôn, ai xài cũng được hết, rất là dễ nổ ha. Rồi con H8 này cũng 1,5 triệu luôn anh em, 1,5 triệu ha. Em qua con H9 nè, là cái dòng máy này là cái dòng máy Mitsubishi TB23 nòng 32 ly 23cc nha anh em. Nhưng mà cái tem này nó để là KB2003 gì nè. Đó, nhưng mà cái máy này anh em xài Mitsubishi TB23 thì nhìn vô thì sẽ phát hiện ra là nó rồi ha. Rồi con này thì nòng 32 ly 23cc tum gời luôn, mà giá con này có 1,6 triệu thôi nha anh em. Thông thường mấy con này là 1,8 triệu và 1,9 triệu. Nhưng mà cái áo nó không được đẹp ha, nó bị gãy nè, nó không được đẹp. Bởi vì em bán giá mềm. Đó, bán giá mềm cho anh em dễ xài luôn. Đó. Con này là chụp giật trợ lực nè, chế quanh rồ hai kim zin theo máy nè ha. Nói chung là máy móc là nguyên zin hết. Đó, chỉ là nó hơi xấu thôi. Nhanh nhanh hồi mưa tới luôn bây giờ. Lốc nó sẽ có đóng mắt in da băng cho mình ở đây nha anh em. Đó anh em thấy không? Và tum của nó là tum gời, tum nhôm nha. Đó, tay lái của nó là tay lái hai tay nè, cần, trắng cỏ, đầu bò đầu là zin hết nha anh em. Con này nguyên zin nhưng mà nó hơi xấu ha, giá 1,6 triệu thôi, bao mềm luôn. Tum gời nha, tum gời thì mình tháo ra mình gáp xịt thuốc hay là đấu đá làm gì các kiểu cũng được cho nha anh em. Và chụp giật trợ lực cái nó rất là dễ nổ nha, hai ngón tay thôi là nổ rồi. Đó. Rồi con H9 này giá 1,6 triệu nha anh em. Cái dòng này thì anh em chặt cối cứng được nha, cối cứng đập cước được nha, chạy rất là lực, rất là mạnh ha, dòng máy hệ mà. Chế thì chế hai kim quanh gồ tay đỏ luôn. Rồi, tiếp theo qua con H10 là con này là con Shindewa Shot 2004 nha anh em, nòng 33 ly 24cc đấy ha. Chạy rất là bền nha, rất là chuẩn, rất là mạnh luôn. Chụp giật trợ lực chế hai kim mugi đứng tum nhựa nhưng mà tum liền ha. Đó, hôm gà anh em hỏi cái dòng máy mà xin đây qua đó ha, này em kiếm được con đẹp luôn. Đó, con này thì hình thức là máy móc là bao zin nha anh em, dòng xin đây qua này chạy bao bền này. Đó, dòng xin đây qua Shot 4 số, dòng máy là đời mới, đời cao cấp nhất của xin đây qua nha anh em. Đó, chụp giật thì trợ lực lớn nè, chế thì chế hai kim quanh gồ zin ha, bình xăng dưới zin, máy móc là nguyên zin hết nha anh em. Đó, thông số xe ghi đồ của nó nằm sau lưng nha. Đó. Rồi cần zin là hai tay lái ha. Cái bộ này hư rồi anh em, chừng nữa em sẽ gáp cái công tắc nó ngược nó về lại về dưới đây ha, và cái ga anh em muốn gáp ga nào thì em sẽ gáp ra đó. Đó, trắng cỏ đầu bò đồ là zin hết nha. Con này thì nói chung là bao zin, chạy cực kỳ mạnh mạnh này. Đó, anh em nào mà muốn dễ nổ đồ này kia thì lấy trợ lực mà xài nha anh em. Đó, lấy trợ lực mà xài ha, nó rất là dễ nổ. Chỉ cần hai ngón tay thôi. Chỉ cần hai ngón tay và mình lôi là nó chạy thôi ha, chứ mình không cần phải dùng tới sức. Rồi con H10 này là 1,7 triệu nha anh em, chế hai kim quanh gồ chế zin nha. Đó, chụp giật trợ lực ha. Rồi tiếp theo nè. Qua cặp H11 và H12. Đó, anh em chốt thì nhớ giùm em về cái mã chữ H và cái ngày mà đăng anh em là ngày hôm nay là ngày 10 tây tháng 9 đó ha. Đó, và liên hệ trực tiếp giùm em là 0972949527. Đó, anh em xem thấy hay thì nhớ cho em xin một lượt đăng ký kênh ha. Rồi H11 và H12. Cặp này là cặp Maruyama 26cc nòng 34 ly nha anh em. Đó, nói sơ lược về cái dòng Magu này á, thì là nó dễ xài, dễ sử dụng. Đó,
cực kỳ là ổn định và cực kỳ là tiết kiệm xăng ha. Và sau này lỡ nó hư nó hỏng đồ á, thợ sửa nó cũng dễ. Đó, bắt bệnh đồ, ví dụ như gáp bình xăng mới vô thử đồ này kia nó cũng dễ, hay là gáp điện mới vô bắt bệnh là nó cũng dễ nha anh em. Đó là gọi là phụ tùng đa dạng, dễ thử ha, dễ thử, dễ sửa chữa đồ này kia đó. Đó, và cái dòng máy này thì cái dòng máy đời mới. Đời, nói chung là Magu thì nó xài nó quá vip và nó quá ổn định này ha. Rồi con này thì 1.6 triệu nè, con này thì 1.7 triệu. Cặp này thì 34 ly 26cc nha anh em. Là anh em chạy cỏ cứng hay là đập cước đồ á thì nó rất là êm ha, rất là mạnh. Đó. Con này 1.6 triệu lý do nè anh em, cái áo nó hơi bị nám nè ha. Nó hơi bị nám tí xíu ha. Còn con này 1.7 triệu thì con này nó hình thức thì nó đẹp hơn, nó ok hơn ha. Con này thì chụp giật thường. Đó, chế thì chế quanh gồ một kim hết nha. Còn con này trợ lực nha anh em, con này nó có trợ lực ha. Chế quanh gồ một kim và lóc nó đóng da bằng hết. Đó, lóc đóng da bằng ha, con này sạch đẹp, ngon lành. Con này ngon lành cành đào, giá có 1.7 triệu thôi anh em. Giá này phải gọi là cực kỳ mềm luôn nè. Đó, giá phải gọi là bao giá luôn ha. Rồi, con này thì 1.6 triệu thôi, áo nó hơi cháy tí xíu. Đó, lóc cái con này nó đóng ở trên nha anh em. Nó đóng là anh em nhìn nè, từ con ốc này ha, anh em nhìn thẳng vô. Đó, ngay cái kè chính giữa nó sẽ có ha. Tất cả là tum nhựa, tum liền hết nha anh em. Đó, tay lái hai tay ha, ga chết, con này công tắc trên tay luôn nha. Đó, còn con này thì công tắc thích hợp ở sau lưng chỗ này nha anh em. Đó, thấy không? Cần, trắng cỏ, đầu bò, đồ là xin hết nha anh em. Đó, rồi. H11 1.6 triệu. Đó, anh em không quan trọng hình thức bên ngoài, mà muốn cái máy nó nhại nổ, mà máy nòng to đó thì lấy con Magu đó đi. Thấy không, nó hơi xấu xíu thôi, mà giá đã bớt sẵn cho anh em, thấy không. Đó, và máy chụp giật trợ lực đó. Quá im. Rồi H11 1.6 triệu, H12 1.7 triệu nha anh em. Rồi em qua H13 và H14 ha. Cặp này nó cũng là cái dòng máy là Maguyama luôn. Nhưng mà cái dòng này là tum gời nha anh em. Cái dòng này là tum gời ha. Đó, tum gời thì mình gáp xịt thuốc hay là mình chế cháo gì đó thì nó ngon hơn. Đó, cái kiểu dáng hai thằng này nè, từ cái khúc trên này đổ lên nè anh em, là nó hoàn toàn giống nhau ha. Nó thiết kế là cái chụp giật và cái bình xăng dưới nó khác. Còn nhiều là nơi trang hả. Đó, kiểu như mà đầu gà đứt dịch gì đó nó khác. Rồi con này thì máy thì nói chung là hình thức cái vỏ thì anh em nhìn anh em cũng tự phân biệt biết rồi ha. Nó xấu hơn nè, giá thì nó rẻ hơn 150 luôn nè, 1.850.000. Còn con này thì nó sáng sủa, nó đẹp hơn, giá nó 2 triệu. Đó ha. Đó, bây giờ anh em xem, anh em nhắm mấy con mà nó xấu xấu đang đang xíu là giá lúc nào cũng phải mềm như anh em chứ. Tại vì đâu không ngu gì hai con đồng giá mà lấy con xấu đúng không. Đó, rồi con này là chế quanh gồ 2 kim nha anh em, còn con này thì 1 kim ha. Đó, nòng 34 ly 26cc dòng Magu thì nó cũng y chang hai con bên kia mới nói ha. Dễ xài, dễ sử dụng, phụ tùng nhiều, anh em thợ dễ sửa. Đó, bởi vì cái nói về cái vấn đề dễ sửa đó mà hình như là cửa hàng nào nó cũng kiếm Magu về bán cho nó dễ sửa. Đó, sử dụng nó ổn định chứ nó không gì hết. Đó, giá thì nó cũng rất là chuẩn ha anh em. Đó, 34 ly. Rồi, lóc thì cũng có đóng da bằng ở dưới hết nha anh em, như hồi chỗ nãy đó. Nhưng mà cặp này khác là tum gời nè ha. Là mình gáp xịt thuốc lại trang hết. Đó, khơi về gáp xịt thuốc đưa vô y trang luôn. Đó, cần zin. Con này hai tay lái ha, công tắc trên tay. Còn con này hai tay luôn nhưng mà què tay à, chuyện đó sẽ bổ sung đầy đủ nha. Đó, đầu bò đồ là zin hết nha anh em, bao zin nha, cặp này bao zin nguyên 100% nha anh em. Dính công tắc rồi thôi được rồi. Cặp này thì nói chung là bao zin và hai con bên đó luôn nha. Cái công tắc nó bị dính này anh em. Cái hình thức là áo sống rồi, nói chung là liền lạc, nó không có bể nha.
đó, sáu sống thì nó liên lạc, bởi vì em không có báo là không có báo bể cho anh em ha, còn nếu như là em gặp bể em sẽ báo liền. Đó, hình thức máy thì liên lạc đủ đồ ha. Đó, đây con này cũng vậy luôn ha, bao zin nha. Đó, bao zin hết ha, cặp bên đó luôn, cặp bên đó cũng bao zin hết luôn nha anh em. Cái nào lô thay lô là em sẽ báo liền trên clip, bởi vì anh em xem thì xem kỹ clip, em sẽ nói rõ và cụ thể cho mình hết ha. Đó, rồi con H15 là con cuối cùng ha, là con máy này là Kubota. Ờ, nhưng mà động cơ máy móc của nó là Kawasaki TH26 tùm G nha anh em. Đó, TH26 tùm G ha, anh em hệ miền Tây xài là đúng hệ của nó luôn nè ha. Kawasaki TH26 tùm G, con này giá 2 triệu nha anh em. Giá 2 triệu ha. Đó, để Kubota nhưng mà nó là máy TH ha. Cái dòng này thì nó VIP. Nó VIP hơn Mitsubishi TL luôn nha anh em. Đó, nó chạy chuẩn, cực kỳ chuẩn luôn, cực kỳ là ổn định luôn ha. Tại vì cái tiếng tâm của nó chưa bay đi xa, bởi vì giá nó không có bằng TL. Nhưng mà con này anh em nào đã từng xài rồi thì biết, rất là bền, rất là mạnh, chạy là gam ti thịt, chạy cực kỳ lắm luôn ha. Đó, Kawasaki. Lóc của đóng mắt anh giờ bằng luôn nha. Đó, tùm gầy, này em qua mặt sau vậy ha. Đó, Kawasaki TH26 anh em thấy không? Đó, tùm gầy, tùm nhôm ha. Nòng 34 26cc. Đó. Rồi con này hình thức là máy móc đồ là này kia là nguyên zin hết anh em. Nguyên zin ha, bô sáng đẹp cực kỳ luôn ha. Nói chung là con này đẹp. Đó, cái áo nó hơi dính nhẹ thôi nhưng mà vẫn còn cái độ đẹp trai của nó ha. Đó, tay lái hai tay. Đó, công tắc trên tay luôn nha ha. Cần Kubota zin luôn anh em thấy không? Trắng cỏ đầu bò rồi là nguyên zin nha. Con này là bao zin nha anh em, giá 2 triệu. Im. Dừng lại cái nữa. Giam tì phải gọi là thì thầm ha. Rồi anh em chốt con này thì nhớ dùm em chị H. Và ngày đăng hôm nay là ngày 10 tháng 9 ha. Và tất cả những con kia cũng vậy luôn. Rồi anh em xem thì nhớ cho em xin một lượt đăng ký kênh, một dấu like nha. Bye bye anh em, hẹn gặp lại clip sau.